vòng quay nào. Là ganh tỵ. Tạo thành hình tượng mới nào. Chọn màu xanh ngọc bích. Phủ lên tóc. Rắc thêm kim tuyến. Kẹp tóc đáng yêu. Cảm ơn nha. Tiểu Ganh Tỵ đến để gặp ba mẹ kìa. Con bé kia rồi con à. Cao hơn nữa đi, cao hơn nữa. Ồ, đúng là cô bé tinh nghịch mà. Coi chừng kìa. Xe đạp đẹp quá à. Để xem nào, xem nào, xem nào. Sao vậy con yêu? Con cũng muốn một cái. Anh à, con bé muốn đạp xe kìa. Của con nè. Ganh Tỵ bắt đầu tập lái. Đó, cẩn thận đó nha. Đau quá à. Không sao cả. Cùng ấn thích để cùng té xe đạp cùng nhau nha. Ôi, dễ thương quá. Mèo ơi, em ở đâu rồi? Mình cùng tìm nha. Chú mèo đang trốn ở đâu nhỉ? Viết bình luận ở dưới nha. 1, 2 hay là 3. Đây rồi. Em à, mọi thứ vẫn ổn chứ? Dạ, chỉ là con đạp thôi à. Đến lúc về nhà rồi. Cắt tờ giấy trắng ra. Gấp theo viền. Giấy nhồi. Cho chuông vào. Hình siêu âm. Bất ngờ tuyệt quá đi thôi. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Các bé cảm xúc ở đây để chúc mừng Ganh Tỵ. Nhiều quà quá à. Cái gì thế này? Quà đẹp quá đi. Con muốn mở. Chà, chú mèo của những người sao đang nhảy kìa. Vui quá. Ủa? Mình phải ra khỏi đây thôi. Bùm. Ôi, quà của mình. Bất ngờ của ba mẹ đó. Đâu, đâu ạ? Ồ, cái gì dạ? Con sắp được làm chị rồi. Sẽ sớm thôi. Con không muốn em đâu. Ồ, sao vậy? Em à, có chuyện gì? Chúng mình phải gọi cấp cứu ngay. Lấy vải nhung tanh. Viền theo mẫu. Cắt ra bằng kéo. Gắn vào máy. Sọc trắng. Giấy xốp lấp lánh. La cà vạt nè. Vẽ hình rích rắc nha. Trang trí bằng ren. Em bé tức giận mà mọi người đang mong ngóng nè. Ô, con bé đáng yêu ghê. Nhìn giống anh quá nhỉ. Ô, con ơi, ba yêu con quá à. Cảm ơn em đã sinh em bé cho anh. Em vui lắm. Nè, còn con thì sao? Con cũng muốn chơi nữa mà. Các con à, bình tĩnh nào. Anh yêu, đừng nóng mà. Con yêu thư giãn đi. Con yêu đừng khóc. Yay, xuất viện rồi. Cuối cùng cũng về nhà. Chơi trong hồ bơi thôi nào. Woohoo, thú vị quá à. Wow, lâu đài búp bê đẹp quá đi. Tại sao mình chỉ có một món đồ chơi thôi? Mình muốn tất cả cơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã đến lúc phải bình tĩnh chút rồi. Con phải chia sẻ với em mình chứ con yêu. Làm sao để hai con có thể làm bạn được đây? Với hai đứa nhỏ thì không dễ à nha. Đã đến lúc phải lớn lên rồi. Cộng thêm 5 năm. Một diện mạo mới. Lau sạch phần thừa đi. Gương mặt mới. Trang phục nào phù hợp nhất với tức giận nhỉ? Viết số vào phần bình luận nha. Cái này. Đã đến lúc nghịch ngợm chút rồi. Em đang làm gì trên đó vậy? Nghe nhạc hả? Bam. Ồ, cái gì vậy? Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ. Mình phải làm cho chị chú ý tới mới được. Úp. Bum. Tức giận, em đã làm gì vậy? Làm vậy để làm gì? Em muốn chơi Uno. Không, chị bận rồi. Mình phải bấm máy tính thôi. Vậy, nhận lấy nè. Ồ, vậy à. Chị sẽ ném trò chơi của em đi luôn. Không, Uno của em. Các con ơi, sao ồn ào thế? Oh my god. Bừa quá đi. 10 năm không có hoạt hình và kẹo nha. Dọn dẹp đi. Dạ, đừng mà. Được rồi, chúng mình phải dọn thôi. Là trò chơi của tức giận. Chị đổi ý rồi, cùng chơi thôi. Chơi cùng nhau vui quá, chị thắng rồi. Con yêu, bình tĩnh lại nào. Đến hồ bơi thôi. Vui vẻ nha các con. Chúng mình có thể thư giãn rồi. Và tắm nắng. Tiểu tức giận có một phao bơi hơi bị ngầu đó nha. Wow, chị cũng muốn cái gì vui nữa. Lấy một pipette. Đổ đầy kem tuyến. Vẽ mẫu. Đã lên nòng. Súng nước đã nạp đạn. Cảm ơn LaLiLu. Nhìn xem chị có gì nè. Ồ, cái gì thế này? Súng nước. Wow, tuyệt quá à. Ba ơi, giơ tay lên. Nước. Cái quái gì thế này? Ba ơi, bình tĩnh đi. Mình nghĩ mình cần một chiếc ô. Anh yêu, bình tĩnh nào. Tốt hơn rồi nè. Thank you. Ai sẽ là người tiếp theo bị ướt đây? Em cũng muốn một cái. Cho em chơi với. Không, đi mà. Ủa, các cô bé bị cuốn vào máy tạo bọt. Oh no. Wow, nhiều bọt quá đi. Tuyệt vui quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ tận hưởng đi anh yêu. Bọt vui quá à. Tiếc là không thể chơi mãi được. Ganh Tỵ đã trưởng thành. Một chút trang điểm. Kiểu tóc mới. Đeo bông tai. Đến giờ ăn diện rồi. Thêm tay áo. Và vòng cổ dễ thương nữa nè. Dạ, cảm ơn nha. À, chị ơi. Hello. Đến đây nhanh đi. Ô tô. Người đàn ông đẹp trai ngồi sau tay lái là ai thế kia? Không thể tránh khỏi va chạm. Không, để em giúp. Yeah, bà đã được cứu rồi. Quay xe. Cua khét quá đi. Cô bé à, cái này dành cho con. Cảm ơn bà. Thật quá đáng. Xe quay đầu lại rồi kìa. Anh ổn chứ? Chà, đẹp quá. Cảm ơn vì bông hồng nha. Anh có 2 vé đến Maldives. Em đi cùng anh không? Còn em thì sao? Không có mình bộ vui lắm hả? Tạm biệt. Chuẩn bị vali chứ nhỉ? Phủ vali bằng acrylic. Lăn con lăn qua nè. Giấy xốp sáng bóng. Bọc lại. Một chút phép thuật. Cảm ơn bạn. Em yêu, đến lúc thu dọn hành lý rồi. Em làm liền. Để xem. Chuyện gì sẽ xảy ra? Em sẽ lấy hết. Ô, để anh. Không vừa. Nào. Đây, để anh giúp. Ô, nhiều quá. Cảm ơn anh yêu. Hình như đang nghe điện thoại. Có kế hoạch rồi. Vứt hết đi. Có người đòi đi mà không có vé nè. Đã đến lúc phải ra sân bay đi thôi. Xếp hàng dài quá à. Vali có hơi nặng. Nhanh lên, chúng mình muộn rồi đó. Đây là vé của chúng mình. Vào đi. Yeah, đi thôi nào. Ở đây thật tuyệt mà. Cái vali đang di chuyển kìa. Cái gì vậy? Thế là em nè. Làm sao em đến được đây? Em ơi, chị vui quá đi. Em yêu, em sẽ cưới anh chứ? Ồ, em đồng ý. Này, có một bất ngờ dành cho em. LaLiLu nè, mình sắp kết hôn rồi. phải giúp về giao diện nào. 1, 2, 3. Đưa cho cô thợ may. Khâu bằng máy. Khăn chùm mặt đã sẵn sàng. Thử nào. Đừng quên bó hoa nha. Dẫn em xuống lễ đường được không? Tất nhiên rồi. Chúc may mắn. Em ở đây nè. Ồ, người đẹp của anh. Anh thật may mắn làm sao. Cặp uyên ương thật hạnh phúc. Nào, bắt đầu thôi. Ồ, phấn khích quá à. Em ổn chứ? Mình sẽ không bao giờ kết hôn. Mình không thích đám cưới. Bắt đầu nha. Các con có đồng ý làm vợ chồng không? Con đồng ý, và em cũng vậy. Yêu, vi trùng. Cảm động quá đi. Đã đến lúc ném hoa rồi. Mình không bao giờ gặp may cả. Lỡ hoa bẩn thì sao? Tốt hơn rồi. Ô, nhỡ hoa dập vào đầu mình thì sao? Buồn ơi, đâu rồi? Bắt bó hoa là tùy vào mọi người. Bạn đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Ai sẽ bắt bó hoa nào? Đó là buồn. Mình hạnh phúc quá đi. Yeah, xin chúc mừng. Ồ, anh có thể mời em đi chơi được không? Em cũng thích. Đi nào. Mừng cho cổ quá. Vui vẻ và giận dữ về nhà. Chúng mình có thể nghỉ ngơi rồi. Em muốn ăn gì đó ngon ngon. Anh mang đến ngay đây em yêu. Đây nè em. Bánh sừng trâu. Ô, bụng của em. Sao rồi em yêu? Em mới thử nè. Mình sắp có thêm con rồi. Lo âu sẽ trở thành chị lớn. Lấy bạn búp bê. Lau mặt cho cậu ấy. Vẽ lông mày. Đôi mắt biểu cảm. Còn tóc thì sao? Nhanh lên lấy tóc giả đi. Trang trí bằng ri băng. Mình cần keo xịt tóc. Còn quần áo thì sao? Lấy số đo. Cắt cẩn thận nha. Giờ là chiếc áo cũ lọ. Vẽ vài đường sọc. Tiếp theo là quần. Hô biến. Đeo thắt lưng. Cảm ơn LaLiLu. Ba mẹ ơi. Ba mẹ có nghe con không? Em bé của mình sao rồi? Họ không để ý đến mình. Ba mẹ thương em hơn là thương mình. Ba mẹ không cần con nữa phải không? Giờ không phải lúc nói chuyện đâu con. Tội nghiệp lo âu. Ba mẹ không thương mình. Hả con yêu, chuyện gì vậy? Lại đây, ba mẹ ở đây mà. Hồi trước ba mẹ dành nhiều thời gian cho con mà. Đừng giận ba mẹ. Em cần được chú ý nhiều hơn. Con yêu đừng khóc mà. Ba đây. Ba mẹ yêu con. Lại nữa rồi. Ồ, bắt đầu rồi. Khẩn cấp, mình cần bác sĩ. Tôi ở đây. Cô cần phải vào bệnh viện thôi. Sao rồi em yêu? Bụng của em. LaLiLu ơi, mình cần giúp đỡ. Bắt tay vào việc thôi nào. Lại đây bạn nhỏ. Nhanh lên nào. Rửa sạch phần thừa đi. Vẽ đôi mắt. Sơn màu xanh. Thêm lông mi. Chọn kim tuyến. Lấp lánh. Mình muốn có váy. Chọn gì đây? Không phải cái này. Đây nè. Thử bộ đồ nha. Và đây là em bé chảnh chọe. Em bé ngọt ngào của ba mẹ. Đến lúc về nhà rồi. Cả gia đình ở gần nhau. Con thật tuyệt vời. Ba mẹ không quan tâm mình nữa rồi. Chỉ còn lựa chọn duy nhất. Nhật ký thân yêu. Mình ghét em gái. Chỉ có cậu hiểu mình Fluffy à. Chúc ngủ ngon nha các con. Đến giờ ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Vậy thì mình chơi đây. Mẹ ơi. Ba ơi. Chuyện gì vậy? Nhiều rác quá. Ai làm việc này? Là lo âu ạ. Con bị phạt. Alo, trạm kiểm soát động vật hả? tôi đi. Hello. Đi rồi. Oh, no. Ba, không. Buông ra đi. No. Xin lỗi, đó là công việc của ta. Ông ấy đưa người bạn duy nhất của con đi rồi. Trở về phòng đi. LaLiLu, sắp sinh nhật của mình rồi. Lau nước mắt đi. Vậy thì chuẩn bị thế nào? Trải giấy mút ra nha. Vẽ hình mẫu. Dùng kéo cắt nha. Thêm hình in. Lắp ghép mũ tiệc. Nhớ bình luận xem trong hộp có gì nha. Là pom pom. Dán lên trên. Thử đồ sinh nhật của cậu đi. Cảm ơn nha. Yeah, đã đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng mọi người đâu rồi? Bất ngờ không? Cảm ơn mọi người, các cậu là tuyệt vời nhất. Chớp, rất vui được gặp cậu. Mình cũng rất vui khi gặp cậu. Mũ tiệc. Wow. Cảm ơn Lo Âu. Đến lúc tặng quà rồi nè. Wow. Tất cả ở đây tặng cho mình hả? Mình cùng chơi trên ga nha. Yes. Chán quá trời. Hát bài khác đi. Bật nhạc lớn lên nào. Sao không ai nhảy vậy? Cậu ấy ngầu quá. Mọi người đi đâu vậy? Này em gái dễ thương, muốn xem phim không nè? Wow, hoa. Em gái nổi bật hơn chủ nhân của bữa sinh nhật luôn. Còn mình thì sao? Ồ, con yêu. Đừng khóc con à. Ba mẹ yêu con. Hình như chỉ có đồ ngọt mới làm con vui lên được. LaLiLu, cậu nghĩ sao nè? Lấy cái hộp nha. Cùng một ít đất sét khô. Cán bột. Hồ biến. Cắt thành dải. Tìm bột quế. Rắc lên trên nha. Cuộn thành bánh. Hoàn hảo. Một chút màu nâu. Phủ lớp men. Thêm sô-cô-la lên trên. Mình lấy nó nha. Đây đây. Tạo bất ngờ cho con gái thôi nào. Lo Âu à, xem mẹ có gì nè. Mẹ đừng chạm vô con. Nhưng đây là món con thích mà. Con bỏ qua cho ba mẹ rồi. Thưởng thức đi. Tại sao mọi thứ đều dành cho chị ấy vậy? Mẹ kêu chị kìa. Đừng đụng vô bất cứ thứ gì đó. Cứ từ từ. Ngon quá đi. Em ăn hết rồi hả? Ngon tuyệt. Miếng cuối cùng. Ít ra cũng còn gì đó. Chuyện gì ở đây vậy? Con có chia cho em không? Sao con không chia vậy? Chảy không cho con gì cả. Lâu, đưa đây ngay. Nhưng sự thật không phải vậy mà. Ăn đi con yêu. Nhiều món ngon hơn nữa nè. Cảm ơn ba mẹ. Còn con thì dọn dẹp đi. Sao lại là con? Con còn chưa được thử qua nữa mà. Tất cả là do em ấy cả. Đủ rồi. Mình phải bỏ nhà đi. LaLiLu ơi, mình cần vali. Lấy cái hộp nha. Bỏ mấy chuỗi tóc ra. Sơn màu hộp. Gắn dây đeo. Đính hạt dẹp nha. Trang trí bằng nhãn dán. Lấy đồ nè Lo Âu. Hiu, giờ có thể xếp đồ đạc của mình vô rồi. Nghe con nè. Con đáng yêu quá con gái. Lại nữa rồi. Họ không cần mình. Xếp hết đồ đi. Các thứ cần thiết. Nó đâu rồi? Ba, tránh ra. Đi đâu vậy? Con bỏ nhà ra đi. Chào mọi người đi con. Sẽ không quay lại đâu. Mình không muốn ở đây nữa. Mình sẽ sống ở đây. Thùng rác cũng không tệ lắm. Ồ, cái gì vậy? Sợ quá. Fluffy, mừng quá à. Giờ mình không cô đơn nữa. Nhưng bụng thì đang kêu lên. Cho con cái bánh mì được không? Con có tiền không? Vừa nướng ngon lành. Ồ, cậu cũng đói hả? Mèo con chưa ăn gì cả. Ăn đây nè, để mình nghĩ cách cho. Mình biết chỗ kiếm tiền rồi. LaLiLu à. Phép thuật LaLiLu. bỏ phần thừa đi. Phủ bằng giấy mút. Vẽ hoa nha. Bột nơ nè. Thử đội nón. Và đây là biển hiệu. Chúng ta sẽ giàu có. Sẵn sàng chưa Fluffy? Chụp ảnh với mèo $1. Nụ hôn mèo $100. Dễ thương ghê. Mình muốn. Wow, nhiều tiền quá. Cười lên nè. Và như thế này nữa. Ảnh của cậu đây. Thú vị quá à. Mình cũng muốn chụp nữa. Wow, cơn mưa tiền. Giờ là những nụ hôn. Hay lắm. Anh ơi nhìn kìa. Con trông giống con gái của cô chú. Ba ơi là con đây. Ba mẹ không nhận ra con nữa. Sao con lại khóc vậy? Con muốn mua xe đạp. Để ba mẹ mua cho con cục cưng à. Nhưng đó là tiền con kiếm được mà. Thật không công bằng. Phải biết chia sẻ chứ con. Tới cửa hàng thôi nào. Hôm nay ra mắt những mảnh ghép cảm xúc. Nhà mình phải mua vé cho buổi chiếu sớm. Phải vô trong đó nha. Biến tấm áp phích thành chiếc hộp. Tìm nắp đậy. Chọn màu sơn. Phủ sơn lên. Đi vào bếp. Lấy một ít hạt bắp nha. Đây là món bắp rang. Đổ đầy vô lon. Phép thuật LaLiLu. Cắt ra cẩn thận nha. Mình có tới trễ không? Buổi diễn là vào buổi tối mà. Còn bắp rang thì sao? Mình chuẩn bị rồi nè. Đây cầm lấy. Chắc là bé gái vui lắm. Ba có bất ngờ đây. Là vé xem phim của con nè. Đi xem với gia đình nha. Không thích. Con đang buồn mà. Con chắc chưa? Họ trông giống nhà mình. Những mảnh ghép cảm xúc hả? Sao ba không nói sớm? Nhanh lên đi. Yeah, con vui quá. Con đi trước được không? Wow, mọi người trông rất giống nha. Có vẻ như ai đó sẽ không đến. Vé của con nè, để xem. Con không vô được. Thấy biển này không? Cắm vào. Con muốn xem phim mà. Để ba mẹ tìm cách. Con muốn xem phim. Đợi ở đây nha. Đừng khóc con yêu. Phim sắp bắt đầu rồi. Vào xem nhanh thôi. Chỗ ngồi của mình đây rồi. Cùng thưởng thức nha. Nhưng còn lo âu thì sao? Cô bé đang cô đơn. Mình không để ý gì tới con bé. Tội nghiệp lo âu. Phải thay đổi thôi. Bỏ qua cho ba mẹ nha con gái. Con sẽ không làm vậy nữa đâu. Ba mẹ yêu con. Con có ý này. Con sẽ quay lại ngay. LaLiLu ơi, mình cần bộ dụng cụ vẽ. Bắt đầu với kim tuyến. Cắt hũ đựng ra. Chuẩn bị sơn. Đổ đầy vào lọ. Cắt tỉa. Đóng gói vào hộp. Kèm theo con lăn. Dẫn giá vẽ. Ký tên nha. Bạn nhỏ cầm lấy đi. Con có bất ngờ này nè. Dành cho cả nhà. Hay lắm con yêu. Dễ thương quá. Để ba gọi cho lo âu. Con gái xem nè. Wow, thật tuyệt. Em làm cực lắm đó. Muốn thử đầu tiên không nè? Để em giúp cho. Hô biến. Ba mẹ nhìn nè. Đẹp quá. Mẹ muốn tham gia. Mình cùng làm nha. Hay lắm. Ba ơi, đến lượt ba. Ba sẵn sàng rồi. Nhiệm vụ đặc biệt cho ba nè. Tuyệt. Em thấy sao? Đẹp lắm anh yêu. Thay bất chân dung nào. Đẹp hơn nhiều rồi đó. Cả nhà đều ở bên nhau. Tới giờ đi học rồi. Con sẽ nhớ cả nhà lắm. Đi nào bé yêu. Hôm nay lớp mình có bạn mới. Xin chào. Mình là Lo Âu. Người đâu mà xinh quá à. Chào cậu. Chào mừng cậu, mình là Troy. Còn đây là bạn trai mình. Rất vui được gặp cậu. Mình có quà cho cậu nè. Cảm ơn cậu nha. LaLiLu ơi. Thiêu, bắt được rồi. Mình thay đổi diện mạo cho cậu ha. Vẽ mắt nè. Con ngươi màu xanh lam. Một đôi mắt biết nói. Tiếp theo là kiểu tóc mới. Vải màu vàng. Nhìn tươi ghê. Cắt một chiếc váy. Trang trí bằng các bông hoa. Mặc thử nào. Cuối cùng tô màu cho đôi giày. Mình đã sẵn sàng. Mình phải đi tìm giận dữ. Mình muốn tạo niềm vui cho Lo Âu. Muốn được cho cô nàng xem quá. Cô nàng sẽ bất ngờ cho mà xem. Còn lâu nha. Mình đã có kế hoạch rồi. Phải thế này nè. Cậu đã sẵn sàng chưa? Nhưng mà là cái gì? Cậu nhìn nè. Bất ngờ của cậu đây á hả? Vui vẻ. Mình bị mắc bẫy rồi. Nhưng mình yêu cậu mà giận dữ. Cậu đi đi. Anh chàng yêu mình mà. Nhưng tạm biệt. Sao có thể như vậy chứ? Tại sao? Xin lỗi cậu nha Lo Âu. Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nhất định phải khiến cô nàng tha thứ. LaLiLu ơi, giúp mình làm một món quà đi. Lấy một ít giấy xốp nha. Gấp tờ giấy như này. Lấy một chiếc ống hút. Cắt một đoạn. Ghép hai bộ phận lại. Mở ra rồi nè. Tiếp theo là nhỏ keo nóng. Rồi chọn một hạt cườm. Đúng thứ mình cần rồi. Đừng nóng vì đã có quạt. Cảm ơn nha. Ước gì mình được đối xử như công chúa vậy. Lo Âu ơi. Nhìn chiếc quạt nè. Mình không thích cái này. Mình muốn quạt khác cơ. Cậu thích gì cũng có mà. Kiểu gì chẳng có cái cậu thích ha. Tặng cậu hết luôn á. Hạ hỏa nha. Mình muốn ăn. Nhưng không phải món này. Giận dữ ơi, cậu tính sao nào? Hay tụi mình đi McDonald's đi. Đồng ý. Mình thấy vui hẳn lên luôn á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đến nơi rồi. Quá là nhanh luôn. Bọn họ vẫn yêu nhau à? Bụng mình reo ầm lên rồi nè. Phục vụ ơi, cơ hội của mình đây rồi. Chào chị, em là nhân viên mới. Đồng phục của em đâu? LaLiLu ơi, mình đây. Yêu là phải hết mình đúng không nè? Đầu tiên là vẽ viền. Cắt theo các đường vẽ. Xếp ly nè. Thêm một dải ri băng. Rồi đến nhãn hiệu. Tiếp theo là các giấy xốp màu đỏ. Vậy là được chiếc mũ rồi. Mặc thử đi nào vui vẻ. Bắt đầu làm việc thôi. Mình sẽ đi nhận order. Srush roaming. Một con cá là đủ. Mời quý khách ạ. Ngon quá đi. Đau bụng quá à. Cậu có sao không? Yêu. Xin lỗi nha, mình quay lại liền. Không, đóng cửa rồi. Kế hoạch đã thành công. Giận dữ ơi, cậu làm gì đi? Vui vẻ, cậu lại đây. Mình biết phải làm gì rồi. Anh làm ơn giúp mấy cô nàng ha. Tôi sẽ vẽ bức chân dung đẹp nhất luôn. Xong rồi. Vậy ra cậu là người làm hỏng bầu không khí. Ai bảo, không phải mình mà. Trả lại đây. Buông ra đi, còn lâu. Giận dữ, cậu có sao không? Mình tới ứng cứu liền nè. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Thêm các chi tiết. Rồi gắn nút vào nha. Túi hai bên. Và dây đeo. Nhiều đồ quá luôn nè. Một chiếc thước đo. Cắt một đoạn. Cho vào trong cặp. Thêm mấy lọ nữa. Tụi mình cần nhiều thứ hữu ích hơn. Vậy là được một bộ cứu thương rồi. Mau đến chỗ bạn trai cậu đi nè. Giận dữ ơi, mình mang thuốc đến đây nè. Băng gạc đây. Mình sẽ bó tay cho cậu. Nhưng mình chỉ bị xước thôi mà. Không, mình biết mà. Phải như này. Chưa xong đâu. Để xem. Phải đo nhiệt độ nữa. Xe lăn nè. Không. Chụp X-quang trước. Rồi tiêm thuốc. Cậu làm quá rồi á. Lo âu hơi quá tay một chút. Mình đâu có cần băng bó đâu. Ô không, để mình băng lại cho cậu nha. Thôi khỏi. Khoan, cậu không được chạy. Alo, xe cứu thương hả? Chị đưa cậu ấy vô viện nha. Em phải vào viện khám ngay. Chị cứu bạn trai em nha chị. Tụi mình xả hơi một chút nha. Tìm một hình vẽ phù hợp. Rồi cắt ra nào. Ảnh của vui vẻ nè. Làm phi tiêu. Rồi mạ bạc. Bản phi tiêu đã sẵn sàng. Mau lên, mình phải đến bệnh viện thôi. Cảm ơn nha. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Em không hề muốn nằm viện. Truyền thuốc cho khỏe đi ha. Giận dữ ơi, cậu thấy đỡ hơn chưa? Mình mang truyện tranh đến nè. Mình không muốn đọc truyện. Hay là cậu muốn ăn? Không, cậu bỏ ra đi. Làm sao thì cậu mới vui vậy? Mình có cách rồi. Chơi phi tiêu ha. Ý hay. Mình sẽ treo ở đây. 1, 2, 3. Trúng phóc. Cậu giỏi ghê. Cảm ơn cậu nha. Cái gì thế này? Tụi mình có nên giúp giận dữ cầu hôn không ta? Chỉ cần đáy hộp thôi. Lấy một ít kim tuyến. Phủ lên trên đáy hộp. Rũ bỏ phần thừa nè. Lấy một que keo nóng. Cắt phần đầu que. Rồi thêm sơn vết đi. Các chai thử thách đã sẵn sàng. Nếu cô nàng đoán được thứ tự thì mình sẽ cầu hôn. Giờ thì giấu chiếc nhẫn đã. Em à. Để xem có gì ở đây nào. Wow, một chiếc nhẫn. La Âu ơi, hôm nay cậu không gặp may rồi. Anh có bất ngờ dành cho em nè. Mọi người hãy giúp cho La Âu đoán đúng thứ tự bằng cách bình luận câu trả lời xuống dưới nha. Màu xanh. Để ở đâu đây ta? Cố lên, em làm được mà. Xong. Yeah, em làm được thật nè. Có phần thưởng đang chờ em á. Nhìn nè. Ủa, sao lại là hòn đá? Chiếc nhẫn đâu ta? Chắc có ai lấy mất rồi. Chắc là anh chàng chẳng yêu gì mình. Chuẩn luôn, người ta thích tôi nè. Đâu rồi ta? Hay là ở đây? Khoan đã. Cậu lấy nhẫn của tôi đúng không? Trả lại đây. Còn lâu. Tôi đâu có tặng cho cậu đâu. Em à, em có đồng ý lấy anh không? Sao cơ? Được, em đồng ý. Vậy tụi mình đi chuẩn bị cho đám cưới ha. Làm bánh cho lễ cưới nào. Ba la LaLiLu. Tô màu nè. Trang trí bằng kem phủ. Hoàn hảo. Lấy một lọ yêu mơ. Kim tuyến. Thêm hình cô dâu chú rể. Một chiếc bánh tuyệt đẹp. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ cưới. Chú rể lại cáu nữa rồi kìa. Tại cô dâu đến muộn á. Cô nàng đâu rồi ta? Bình tĩnh nào ông ơi. Chuyện đâu còn có đó. Cuối cùng cô dâu cũng đã đến rồi. Ồ em à. Anh hạnh phúc quá đi. Nếu ai phản đối cuộc hôn nhân này, hãy lên tiếng ngay. Hoặc im lặng mãi mãi. Mình nhất định sẽ kịp. Con đồng ý. Con cũng đồng ý. Không, tôi phản đối. Anh chàng yêu tôi cơ mà. Đi chỗ khác đi, vui vẻ. Cưng à, đừng nghe lời cô nàng. Ồ, đừng có nhờ ta giải quyết ha. Nhìn xem tụi mình từng hạnh phúc thế nào nè. Cô nàng đã phá hỏng mọi thứ. Anh xin lỗi vui vẻ. Anh nhận ra người anh yêu là em. Có vẻ phải thay đổi hình ảnh một chút thôi. Tình yêu đã chiến thắng. Cò ơi, cậu dẫn ai đến vậy? Một thành viên mới của gia đình. Cảm ơn nha. Chào các bé. Tụi mình sẽ giúp các bé nhìn thật giống ba mẹ. Đầu tiên là em bé cáu kỉnh. Vẽ mắt nè. Wow. Lấy một chiếc dũa. Rắc một ít tóc giả. Lấy một ít nỉ. Cắt ra nào. Tên tên, giống ba mẹ y như đúc. Lại đây với ba nào. Đúng là thiên thần nhỏ. Bé hạnh phúc của ba. Và cấu kỉnh của mẹ. Tụi nhỏ giống tụi mình ghê. Một gia đình hạnh phúc. Tụi nhỏ dễ thương ghê. Xem ai đến kìa. Anh à, nhìn này. Chào vui vẻ, cậu có khỏe không? Có vẻ như mối tình tay ba đã qua rồi. Gia đình mới đang đợi các con á. Ai vậy? Ồ, một đứa bé. Ủa, đứa bé nào đây? Con từ đâu đến vậy? Tụi mình trở thành ba mẹ rồi. Các bạn nhỏ đều cần có chỗ để chơi đùa. Chọn một tấm vải nỉ. Cắt thành hình quạt. Lấy một ít keo yêu mơ. Lấy một cây bút dạ. Rồi trồng cây thông Noel xuống đất. Mặt trời mọc rồi nè. Dựng thêm băng ghế. Khu vui chơi này tuyệt lắm luôn á. Cho tụi nhỏ chơi ở chỗ nào nhỉ? Hai đứa chơi cùng nhau ha. Chỗ này đẹp quá. Có cả băng ghế nè. Ánh nắng thật ấm áp. Mình chẳng thích chỗ này tí nào. Bụi cây mọc chắn ngang. Nắng thì chói cả mắt. Nhảy nào, nhảy nào. Cậu thấy vui lắm hả? Cậu có thích mây đen không? Còn sấm sét thì sao? Cậu có sợ không? Hoa nè. Đẹp ghê. Còn thơm nữa. Tặng cậu nè. Mình lấy hoa làm gì chứ? Gặp lại cậu sau ha. LaLiLu ơi, mình muốn lớn lên một chút. Đầu tiên là thay đổi kiểu tóc. Rồi rửa mặt. Đổi màu mắt nữa. Thêm một nhúm tóc nhỏ. Cuối cùng là mặc váy nha. Vui vẻ đã sẵn sàng đi học mẫu giáo. Wow, xe đạp. Con đi đâu vậy con gái? Lại đây nào bé cưng. Con chào cô giáo đi nè. Con hãy chơi thật vui với các bạn ha. Tôi xin phép về trước. Tụi mình làm bạn ha. Các cậu ơi, chơi đuổi bắt không nè. Xem tụi nhỏ chơi vui chưa kìa. Con không muốn đi mẫu giáo đâu. Mẹ chắc chắn con sẽ thích nơi này á. Nhưng con không muốn. Ba mẹ sẽ đến đón con sau ha. Cậu có muốn chơi cùng tụi mình không nè? Vậy thì thi đạp xe đi. Thi xem ai nhanh hơn không. Mình sẽ về nhất. Huy, cậu có sao không? Mình vẫn ổn. Dừng lại. Bắt được rồi. Alo, mời anh đến đón con trai về ngay. Có chuyện gì vậy? Mời anh đón con về. Thằng bé quậy banh cái trường luôn rồi á. Về nhà thôi anh. Các con chơi ở đây ha. Yeah, chơi bóng. Chụp nè. Dùng bút đánh dấu. Cắt cẩn thận ha. Bạn cù ơi. Bye bye. Đây là 4 cái chân. Một bé heo dễ thương. Cố định đôi tay. Rồi vẽ ký hiệu đô la. Bé heo đất này sẽ giúp tụi mình tiết kiệm tiền. Giấu chú heo trong sân chơi. Con có muốn vào đây chơi không con trai? Một chiếc búa. Đỡ nè. Điểm tối đa luôn. Ôi trời. Chào giận dữ. Vào hố cát chơi với mình nha. Nhà vô. Tụi mình chơi trò cướp biển đi. Săn kho báu thôi. Chiến nè. Giận dữ ơi, cẩn thận chứ. Để mình giúp cậu. Aha, tìm thấy rồi. Wow, một chú heo đất. Nó sẽ thuộc về mình. Bên trong có gì vậy? Để mình xem. Phải đập vỡ ra thôi. Là LaLiLu đô la. Đủ cho tất cả tụi mình luôn. Ai mua kem không nào? Cô ơi, tụi con muốn mua. Có liền đây. Các cậu tự nhiên ha. Mình có mua cho cậu một chiếc nè, là vị Việt Quốc. Đến giờ về rồi con à. Ba ơi, nhưng mà